Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm sữa chua nếp cẩm nhé. Nguyên liệu chúng ta sẽ gồm có nếp cẩm này. Nếp cẩm này các bạn sẽ ngâm trước khoảng 2-3 tiếng gì đấy để cho nếp nó được mềm và nở, lúc nấu mình sẽ nấu nếp nhanh hơn. Sữa chua, đường và một ít bột năng. Chúng ta cùng bắt tay vào làm nào. Đầu tiên chúng ta sẽ cho nếp cẩm đã ngâm sẵn vào nồi và cho nước vào ninh đến lúc mà nếp mềm như cháo ấy. Thì lúc này chúng ta sẽ cho đường vào nhé. Chúng ta sẽ cho đường nước một chút. Đun lên lúc nào mà nếp nó mềm nhão, hạt nếp nó nhuyễn ra ấy. Sau khoảng 30 phút thì nếp cẩm của chúng ta đã mềm như thế này các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn này. Hạt nếp nó nát ra này này. Cái này các bạn phải nấu nát ra thế này thì khi mà mình bỏ trong tủ lạnh ấy, không biết mình bỏ trong tủ lạnh ấy thì hạt nếp nó sẽ săn lại, có hiện tượng săn lại không? Thì nếu mình nấu nát thế này thì không vấn đề gì, còn nếu mà các bạn không nấu kỹ ấy thì hạt nếp sẽ săn lại, mình cảm giác ăn như nếp đang còn sống ấy. Thì khi mà nếp đã nhuyễn như thế này thì chúng ta cho đường vào nhé. Cái này các bạn tự điều chỉnh độ ngọt của mình theo khẩu vị của mình và gia đình mình nhé. Vì lúc ăn kèm sữa chua cũng đã ngọt ngọt rồi đấy. Nên mình không cần làm ngọt quá. Sau khi chúng ta cho đường vào để vào nếp thì chúng ta để một lúc cho đường nó ngấm vào nếp. Sau đó chúng ta sẽ hòa một ít bột năng vào nhé. Cho nếp nó có độ sánh và độ đặc đấy. Chúng ta đổ từ từ vào thôi. Nếp vốn gì nó đã dẻo sẵn rồi ấy. Thì chúng ta cho một tí ti thôi là nó đã tạo được độ sánh rồi. Và chúng ta sẽ tắt bếp và cho ra bát cho nguội nhé. Nào nguội thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành trộn với sữa chua. Đây là thành phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn thành nhé. Đây, nếp cẩm khi đã nguội đây, nó dẻo như thế này các bạn, dẻo và đặc như thế này này. Khi ăn thì chúng ta có thể cho đá vào, cho nếp cẩm, cho sữa chua vào, trộn đều lên là có thể thưởng thức rồi. Món này rất là đơn giản đúng không ạ? Chủ yếu là cách nấu nếp cẩm làm sao cho nó dẻo và đặc là được. Cho lần lượt vào, trộn đều lên là có thể thưởng thức rồi. Các bạn hãy làm cho gia đình và bạn bè mình cùng thưởng thức nhé. Đây. Chúc các bạn thành công và ngon miệng.